Em xin được mến chào anh chị thích Hoa Lan và em là Di Phong tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong anh chị ạ. Thì hôm nay em sẽ quay bán nhanh hết hết hàng thì em sẽ xóa clip nha anh chị. Tại vì một số dòng này em về chưa hàng chưa được ổn định nha anh chị ạ. Chắc chắn là qua Tết sẽ rất là nhiều mặt hàng trước anh chị, từ bà liễu, bà ná na, xe sa quay, tất cả các dòng dendro nắng thơm có mặt trên thị trường là bên em sẽ cố gắng nhập về hết luôn, ben soda, nói chung là tất tần tật. Và bây giờ là những mặt hàng để em gửi đến anh chị có một số ít thôi. Đi săn hàng cho mùa này thì có số ít em sẽ gửi tới anh chị. Và những mặt hàng này qua sau Tết nó mới ra hoa nha anh chị ha. Và đặc biệt là những dòng này cực kỳ hot trên thị trường hiện nay anh chị. Đầu tiên là ben soda. Như anh chị thấy cây nhỏ xíu vậy nó có hoa rồi nha anh chị. Thì anh chị trồng qua Tết nó sẽ hoa và hoa nó cực kỳ thơm luôn. Và hoa đây là hình ảnh thực tế em quay ngay chỗ cái lô hàng của em luôn anh chị, tại vườn nhà của em. Đây anh chị đây. Tại vườn nhà thì những cái cây này cũng là cây tương đối. Trước đầu tiên thì mình nhìn mặt hoa của nó nha. Hoa của nó là rất cực kỳ nổi tiếng trong mùa Tết năm nay luôn. Để những mua những chậu lớn thì tầm khoảng là như chậu bự là khoảng 800 ngàn anh nha. Chậu dừa dừa thì cũng trăm mấy, là trăm mấy 200 ngàn rồi nha anh chị. Đó, thì đây là những cái giống hôm nay em đã có giống, và những chậu bán là cũng tương đối nhỏ, khoảng từ 1 tới 2 thân. Đây những chậu thế này đây anh chị, những chậu thế này là có giá là 70 ngàn. Một cây này tầm khoảng từ 5 tới 7 cm nha, nó bằng khoảng ngón tay em bằng khoảng ngón tay em đó. Thì một chậu tầm khoảng là 2 thân là có giá là 70 ngàn anh chị ha. Đó anh chị, chỉ có 200 chậu thôi anh chị. Hàng này cực kỳ hiếm, và một số cây nó nhỏ hơn chút xíu thì khoảng tầm 5 xăng anh chị, trồng vào chậu lớn rồi đây. 70 ngàn anh chị. Ben soda, đa số các nhà vườn hiện tại thì họ ít sức cái dòng ben soda cây nhỏ nhỏ rồi lắm anh chị. Anh chỉ thể tìm hiểu về thị trường, ngay cả những nhà vườn luôn họ ít bán lắm. Nhưng mà đây là chỗ anh em nên chia sẻ là em chút xíu. Và em cũng định qua Tết bán, nhưng mà trong thời điểm này em nghĩ như là một cái điều vui giúp cho anh chị sang năm có thể ok. Tết âm lịch nha anh chị ha. Em đang nói về thời gian là ở Tết âm lịch. Và đây là ben soda giá 70 ngàn. Cây giống anh chị trồng qua Tết tầm khoảng là 4 năm tới 5 tháng nữa là sẽ ra hoa. Có một số cây thì có thể ra hoa luôn anh chị, một số cây thì có thể là qua Tết nó ra hoa luôn. Thì trồng trung bình thì tầm khoảng từ 3 cho tới 4 tháng thì nó sẽ ra hoa như thế này đây. Anh chị thấy cây cũng tương đối nhỏ, cây này cũng bằng ngón tay em thôi đây. Nhưng trong lô này có một cây ra hoa nè anh chị, hoa cực kỳ thơm luôn, màu vàng rất là sáng. Đây, và đây là cũng là một dòng nổi tiếng anh nha. Đó, thì đây những hình cây bán. Em sẽ quay theo kiểu không cắt, không dựng gì hết anh nha. Em sẽ quay sau đấy, đây để cho anh đem lại những hình ảnh thực tế nhất cho anh chị. Anh chị mà hết hàng thì em sẽ xóa. Đây, ben soda nha. Cây cũng tương đối, không phải là cây giống, là bự hơn cây giống chút xíu, và nó đang phát triển cực kỳ là tốt luôn. Đó, em đang có giải này, 200 cây hết là xóa clip. Hồi bước qua đây, Di Linh Xuân 60 ngàn anh chị. Di Linh Tím Xuân 60 ngàn. Đó. Và này là sẽ qua Tết em sẽ quay. Nè, ben soda những chậu lớn anh chị, như chậu này là 800 nè. Và đang nở 1-2 bông rồi nè. Đó, nhưng do chá nắng quá. Rồi. Tiếp theo nữa là một dòng cây gì có hot không đây? Đây. Tiếp theo nữa. Anh chị thấy hoa cực kỳ đã trước màn hình anh chị. Là cái cây Anba. Cực kỳ to cao và cực kỳ đẹp luôn. Anh chị. Thì anh ba đây, cái mặt hoa đó đây anh chị. Đây là những hình ảnh em quay thực tế anh chị à. Quay từ đầu tới cuối luôn. Đây hoa này anh chị. Anh ba rực là một dòng hoa cũng khá nổi tiếng trong mùa Tết nay. Những chậu bự nếu nhà anh chị phải mua từ vài trăm ngàn tới vài triệu đó anh chị. Anh nha, giống như ben soda cũng vậy, chậu bự thì vài trăm tới vài triệu. Và đây là mặt hoa của cây anh ba anh chị à. Anh ba nắng, dendro nắng, mặc dù nó cũng đây hương thơm nhẹ nhẹ thôi anh chị, nó nhẹ thơm nhẹ anh nha. Đây thơm nhẹ, và hôm nay em đã lấy về được cây giống anh nha. Đó, anh chị ngắm toàn bộ em dán ở đây. Đó, đây nhìn để xa xa. Đó, cây anh ba và cây giống anh chị. Cây giống này em cũng về được một ít, em đặt hàng mẫu trước rồi qua Tết em về sau đủ đầy đủ loại luôn anh chị, yên tâm. Cái này em dành đây, đây là cây giống anh chị, cũng khoảng 2 thân và cao hơn ngón tay em luôn anh chị. Đó, mặt hoa nó đây, và cây giống đây bán nè. Cây anh ba nắng, dendro anh nắng anh ba. Rồi thì cây giống nó cao tầm khoảng 10 cm anh nha. Đây từ 1 tới 2 thân 10 cm, cao tầm khoảng đây, cây tơ lên khoảng 10 cm. Cây đó đang phát triển rất tốt luôn, và giá bán của nó là 19 ngàn một chậu cây anh ba giống vậy thôi anh nha. Đây
cây nào cây nấy là phát triển rất là tốt rồi. À, đây rễ anh chị 19.000, đây đường là mặt hoa đây. Anh chị trồng khoảng càng về lâu về dài thì nó phát triển càng tốt. Anh chị nó tầm khoảng 10 cm. Cây này có giá 19.000. Đó mặt hoa đó anh chị. Đây là mặt hoa của cây con này đây. Đây. Anh chị. Rồi, như hồi nãy ở bên phía bên kia là cây vàng vàng, chỗ kia là cây Benzura 70.000. Và cây giống cây Alba này anh chị cực đẹp luôn. Là giá là 19.000. Giá là cực kỳ cạnh tranh. Và tiếp theo nữa là cây Yaya Mini. Anh chị, Yaya Mini là một dòng cái cây này là cây đột biến anh chị, sổ từ cây này. Anh chị rất nhiều dòng sổ. Và cái mặt hoa mà em đưa để màn hình á, giờ em sẽ chèn mặt hoa đây. Là mặt hoa chính xác của nó anh chị. Và nó sổ ra cũng thể nhiều mặt hoa giống như thế này. Rất là dễ thương luôn, cây nhỏ xíu anh chị. Cây này mà nhỏ xíu mà nó già anh chị, tại nó là dòng mini. Đó, hoa đây. Và đây là những cây con nè. Cây con bán nó chút xíu anh chị. Dạ, chút xíu chưa đầy nửa ngón tay em nữa là có giá là 23.000. Dạ. 23.000 đây, đưa hình ảnh cho anh chị đây. Cây này nó lớn anh chị, về anh chị trồng 1-2 tháng nãy ra hoa rồi. Hoặc anh chị có thể ghép gỗ. Đây cây chút xíu mà anh chị thấy có nụ nè. Tại nó là dòng mini, cực kỳ xuyên hoa luôn, cây nhỏ xíu mà ra hoa nụ nè anh chị. Đó. Và đây là để anh chị đây cái anh chị phải lưu ý về hình dạng của nó là cực kỳ nhỏ anh chị ạ. Nó khoảng bằng một lóng tay em thôi, chưa được ngón tay em nữa. Nhưng mà đây là anh chị trồng về 1-2 tháng là nó ra hoa hết. Tại nó là dòng mini. Và cây này là có giá, cây giống này là có giá là 23.000. Anh nha, 23.000. Dạ dạ. Đó, thì mỗi cái em có ít ít vậy đó. Em lấy để cho anh chị về, để cho anh chị có thể là có thể là sưu tầm. Anh nha, một số dòng dendro nắng nắng là nắng có Benzura thơm. Da da thì nóng thơm mà mặt hoa rất là dễ thương. Với lại là cây Alba nha anh chị. Ngoài ra nữa, mỗi cái có số ít. Số ít để ngoài ra nữa em đưa anh chị xem. Là cái cây rồng xanh. Một chậu khủng. Anh chị ghê ghét chậu khủng cây rồng xanh này. Đây, phát triển cực kỳ là mập mạp luôn. Hoa nó thơm nhẹ. Cây cũng là cây dendro nắng luôn. Đó, hoa nó thơm nhẹ. Và đây hình ảnh cây bán này. Khoảng tầm một chậu tầm khoảng 2-3 thân. Và cao khoảng 5 cm. Đó. Do là thời điểm Tết nên hàng nó cũng tương đối hút về cái mặt hàng hoa nha anh chị. Tuy nhiên là ngay từ thời điểm này em đã chuẩn bị cho mình những cây giống. Tuy nhiên là em sẽ xuất bán vào khoảng tầm mùng 3, mùng 4 âm lịch. Anh chị nhớ đón xem nha anh chị. Đầu tiên là em sẽ qua Tết thì em sẽ một số giống như là bà liễu nè, Cesawai nè, banana nữa nè, Benzura nữa nè. Một số tất nói chung là tất cả cái dòng dendro nắng em sẽ tổng hợp anh chị vào một clip gần nhất. Anh chị, và nếu mà anh chị nào có nhu cầu làm vườn anh chị có thể liên hệ em. Anh chị trong video lần này thì em sẽ gửi gắm tới anh chị mà nhắc lại là một là Benzura bên đó anh nha, hai là Alba, cây Alba đây, cây giống cây Alba anh chị có thể kéo lại coi, và ba nữa là cây giống về mini Yaya này đó, mini Yaya anh nha, đây mặt hoa sổ được rồi nó đẹp. Với lại là cây rồng xanh, rồng xanh phía bên đó anh chị, và hết hàng thì em sẽ xóa clip anh chị. Và sau đó qua Tết anh chị yên tâm đi, đồng các dòng cây giống em sẽ bán rất là nhiều, từ dendro nắng thơm, dendro màu, giả hạt luôn, em đã chuẩn bị sẵn hết rồi nha anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị rất nhiều, hẹn gặp lại anh chị trong những video clip lần sau tại kênh YouTube Hoa Lan Nhi Phong. Và anh chị nhanh tay đặt hàng nha anh chị, tại một số ít là em sẽ xóa clip qua Tết em mới bán nhiều hơn anh chị.